Hôm nay là tiết mục chảy hồng xiêm các bạn. Đây là thợ cả trong nghề chảy hồng xiêm. Đấy. Hồng xiêm năm nay cũng không được mùa lắm, nhưng là quả cũng không được to, nhưng mà rất là ngọt các bạn. Hồng xiêm rụng đầy đấy các bạn, nó rụng. Đây có quả chín cây này ăn không? Đâu đưa chào. Nếm thử thế nào. Đây các bạn, đấy. Đang chảy hồng xiêm. Bác nào mua hồng xiêm thì comment ở dưới nhé. Chảy hồng xiêm cần phải trên cao. Hồng xiêm trên cao các bạn. Đây. Đấy. Hồng xiêm sai không? Nào đây xem nào. Rồi. Ăn hồng xiêm chín cây mới ngon các bạn đây. À. Đây rồi, các bạn hồng xiêm đây. Ngon lắm các bạn. Đấy. Đấy, hôm nay hoa vải có vẻ rất là sai này. Đấy, hy vọng là sẽ ngon các bạn. Đây hồng xiêm. Đổ rổ này. Đấy, đây. Nhanh nào, đổ rổ. Nhiều hồng xiêm chín cây lắm. Đây. Thế nào? Đã chuẩn bị sẵn rổ rồi các bạn. Rổ. Ừ. Wow. Quả hồng xiêm rất là to. Nhưng mà cũng chưa to bằng các năm trước. Năm nay là hồng xiêm hơi bé các bạn. Ăn các bác nhá. À. Ừ. Ừ. Ngon lắm. Ừ. Ừ, ngon lắm. Nào. Ăn miếng nó cua. Ừ, ăn hồng xiêm không cần gọt vỏ các nhá. Nào, gạo đi nào. À. Ây da. Ngon không con? Ngọ à? Ngon à? Ngon nhờ. Ngon dã man nhờ. Nào con thử một nữa nào. Ừ. Ây da, bây giờ không cần vỏ à. À. Ngon nào. Ngon không? Dạ. Ngon không? Dạ. Ngon. Ừ. Ừ, ăn nào. Dầm à. Ngon quá. Tiếp tục quy trình chảy hồng xiêm các bạn. Thợ chảy nhà em đang rất là cố gắng chảy từng quả một. Vấn đề là hồng xiêm bây giờ phải chảy biết quả nào quả chín quả già các bạn. Đấy mới là khó nhá. Đấy, không hề dễ đâu. Đây. Đây là quả hồng xiêm này. Quả đấy chưa? Đố các bác biết quả này là già hay không già. Đấy, muốn biết già hay không ta phải xoa. Ừ. Nếu mà nó màu vàng hoặc là màu xanh, màu vàng thì nó già đấy. Đấy, hoặc quả này, các bác nhìn thấy cái núm này này, đấy, núm này đấy. Đây. Quả này này, xoa. Đấy, còn thấy chưa? Ừ, tiếp này. Đây, xoa. À. Ừ. Đấy. Những quả này là già đấy các bạn, thợ đem nó rất là chuyên nghiệp. Nha. Nào hồng xem nào, già không con? Già không? Già. Già. Ừ, già đúng không? Già. Bây giờ là đi tiết mục nhặt hồng xiêm rụng để ăn các bạn. Đây. Hồng xiêm chín rụng này. Quả này không ăn được rồi, đây quả này. Chín rụng rồi. Quả đấy chưa? Không ăn được. Không làm gì đấy con? Không làm gì đấy? Đây. Hả? Cái làm gì đấy? Có quả nào chín không? Để ra đi. Có móc. Có một cái móc. Móc thì làm gì? Yeah. Móc cành vào được không? Không cần móc cành. Móc cành vào để vặt. Không cần. Hồng xiêm cây này rất là to chứ. Các bạn nhìn thấy gốc này. Gốc của nó to như này cơ mà. Không phải đùa đâu. Rất to đấy. Nào chảy được chưa? Đây mai xem nào. Thợ này cái phải chảy hơi chậm các bạn. Quả sau lưng kia kìa. Này dễ rơi vào đầu lắm các bạn. Nhất là phải tránh xa ra. Nào Hồng ơi đi ra đi, con này rơi vào đầu này. Rơi vào đầu là chết đấy. Bác nào ăn hồng xiêm thì liên hệ nhá, 0385 0383 565. Ôi dụng, hình như quả chín. Ôi rồi, đấy, chín đã rơi vào đầu các bạn.
bạch phát. Đây, nó vừa rơi, quả này vừa rơi. Đây, quả này, ui dồi, nặng chín quá rồi các bạn. Này, này ăn chua cay lắm. Ngoan đâu, bỏ đi. Chín quá rồi. Xin chào các bác và hẹn lại gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhá.